nổ lớn trước nhà cán bộ. Khoảng 5 giờ sáng ngày 21 tháng 4, một vụ nổ đã xảy ra ngay trước căn nhà số 58/5 đường Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Vũng Tàu. Chủ nhân của căn nhà là ông Nguyễn Xuân Vinh, 51 tuổi, đang làm việc cho công ty liên danh Việt Nga, Vietsoft Petrol. Vợ ông Vinh là bà Lâm Thị Xuân Hương, 48 tuổi, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường 4 thành phố Vũng Tàu. Vụ nổ đã làm thủng một góc tường phía trước của căn nhà này. Phần kính trên cánh cửa chính của nhà cũng bị vỡ. Kính của những căn nhà đối diện với căn nhà này cũng đã bị vỡ vụn. Vụ nổ không gây thương tích về người. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an phường 4, Công an thành phố Vũng Tàu, Phòng Cảnh sát Tội phạm về Trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có mặt phong tỏa hiện trường khu vực hẻm 58 đường Mạc Đĩnh Chi, thông qua hẻm 85 đường Nguyễn Văn Trỗi để điều tra sự việc. Một số các nhân chứng cho biết tiếng nổ rất lớn. Một người dân trong hẻm 58 Mạc Đĩnh Chi cho biết ông thường thức dậy sớm để đi bộ tập thể dục. Nhưng sáng hôm 21 tháng 4, ông dậy trễ hơn thường ngày. Khi đang chuẩn bị ra đường thì nghe tiếng nổ lớn nên không dám ra khỏi nhà nữa. Một công nhân vệ sinh làm việc gần hẻm 58 Mạc Đĩnh Chi nghe tiếng nổ lớn liền đã bỏ chạy. Tại hiện trường có nhiều tờ giấy trắng bên trong là chữ viết của học sinh, được cho là giấy để bọc chất gây nổ. Chủ nhà cho biết ông có nghe tiếng nổ nhưng không nghĩ là nhà mình, chờ đến khi người dân kéo đến xem, ra mở cửa ông mới biết. Vợ chồng ông Vinh đều rất bình tĩnh và khẳng định mình không hề có thù oán với ai vì cả hai đều là công chức nhà nước.